gửi các em sinh viên. Đừng chỉ làm những việc mình thích, đừng chỉ cứ thỏa sức đam mê. Những lời khích lệ đó rất nguy hiểm, các em có biết không? Bởi càng gần đam mê thì càng rời xa lý trí. Chữ mê trái nghĩa với chữ tỉnh, và trừ mê tiền thì các loại mê khác đều không tốt cho việc kiếm tiền. Thực tế cho thấy, phần lớn các đam mê đều đốt tiền. Ai chẳng muốn được làm cái mình mê để đi làm mà không phải đi làm. Nhưng đó là cái đích đến chứ không phải khởi đầu. Để có ngày được gọi là làm điều mình thích, trước hết tụi em phải làm cái xã hội đang cần. Thông qua việc đáp ứng được nhu cầu xã hội, tụi em mới có thu nhập. Khi tích lũy đủ tiền bạc, tụi em mới có thể an tâm làm việc mình đam mê. Đứa nào nói tao làm vì đam mê thì mình biết chắc lương nó không cao. Làm việc mình thích là hưởng thụ, làm cái xã hội cần là đầu tư. Phải chịu khó đầu tư trước rồi mới nghĩ đến chuyện thụ hưởng sau. Có đâu ai mới ra trường mà đã nghĩ đến việc hưởng thụ trước, trong khi chưa có gì trong tay mà đã sẵn sàng nhảy việc với lý do là không còn thích nữa. Hãy nhìn Sơn Tùng, anh ấy có đang làm việc mình thích không? Bộ các mentor tưởng là cứ sáng tác và hát vô tư thì tự nhiên sẽ được quần chúng đón nhận sao? Biết rằng thể loại nhạc mà Sơn Tùng MTB đang theo đuổi là sở thích của cậu ấy, và thể loại đó có thách thức những chuẩn mực trong âm nhạc, nhưng không có nghĩa là muốn hát gì hát. Đằng sau mỗi sản phẩm là một sự đầu tư nghiêm túc, một sự lao động đàng hoàng để mà nắm bắt xu thế và thị hiếu người nghe. Hay nói cách khác là cống hiến cho thị trường cái mà họ muốn. Dưới sự ung dung đến ngông nghênh trong âm nhạc đó chính là chất xám, là mồ hôi của cả một đội ngũ vừa thông minh vừa trách nhiệm mà lại vừa kỷ luật. Chắc chắn một điều, sẽ có rất rất nhiều lúc các bạn phải làm những việc mình không thích, nói chuyện với người mình không muốn, vượt khỏi vùng thoải mái của mình. Vậy nên, các trò còn trẻ, mình không nên chỉ mong người ta dọn sẵn mọi thứ cho mình vào ăn. Thay vào đó, hãy nghĩ đến việc cống hiến, chịu đựng, hy sinh để tạo ra giá trị cho xã hội đi đã. Thế còn Taylor Swift, gần đây cô ấy mới phát hành một album tên là First Floor, mà theo Swift chia sẻ, cô làm vì thích, hát dòng nhạc cô ấy thích, không mang đến doanh thu. Nhưng các mentor có biết, để làm được cái album đó, Taylor Swift đã phải có 10 năm cống hiến và lao động không ngừng, viết những gì thế giới muốn nghe, hát những gì mà thế giới yêu thích, để bây giờ cô có được cái quyền tự tại. Cả Taylor Swift còn thế, thì các mentor mới ra trường, sao lại đòi cái này hỏi cái kia, kén cái này chọn cái nọ. Chớ nên hiểu sai những lời khích lệ, cứ làm những điều mình thích. Mình chỉ sống có một lần, để rồi mang thái độ hưởng thụ ấy vào đời, nguy hiểm lắm. Thầy Dương có đang làm việc mình thích không? Thầy dạy học bằng cả đam mê, nhưng mà không có nghĩa là thầy không có những lúc nản. Thầy rất tâm huyết với học trò, nhưng mà không phải học trò nào thầy Dương cũng thích. Bởi lẽ là một người giáo viên thì ai cũng thích học trò ngoan, tự giác làm bài tập đầy đủ, tích cực phát biểu, chăm chú lắng nghe và thích thú những điều mình nói. Dạy như vậy thì mới gọi là mê. Chứ nếu học trò lười, dặn làm bài không làm, trong lớp ngồi im re không mấy khi phát biểu, nhiều khi lấy điện thoại ra bấm, thì sao mà mê? Rồi không mê thì làm sao? Thì thầy phải suy nghĩ xem là dạy thế nào để học trò cảm thấy là muốn làm bài tập, xử trí chứ không phải là xử lý. Làm sao mà khi học trò không chịu làm bài, soạn giáo án làm sao mà cho lớp học sinh động, soạn nội dung làm sao mà cho hấp dẫn hơn cái smartphone. Đó đích thị là lao động, là cống hiến đó các mentor ạ. Thầy không thể nào nói thôi, thái độ của bạn không tốt, tôi không dạy. Không dạy rồi sao có tiền? Các mentor mới ra trường sao lại đặt sự thoải mái của bản thân lên hàng đầu mà quên đi việc cống hiến cho tổ chức, cho công ty, cho xã hội. Britney Spears đã hát You wanna feel fancy, you better work. Muốn hưởng thụ thì phải lao động, phải cống hiến. Nếu như tụi em muốn làm nhà thiết kế trang phục dạ hội như là Nguyễn Công Trí, đầu tiên hãy may được cái áo bà ba bán được cho dì ba hàng xóm cái đã, để bà còn đi khoe khắp xóm là cái con này nó may đồ được lắm.
để mình còn có thêm nhiều đơn hàng, rồi có tiền đó thì mới trang trải cuộc sống, rồi mới xin vô công ty ổng làm ha, làm công cho ổng ha, làm cái mà ổng thích, nghe ổng chửi, rồi mới có ngày bạn thiết kế cái áo dạ hội theo kiểu mà bạn thích, mà cả xã hội trầm trồ. Ông Nguyễn Công Trí hồi trước á, ông chật vật lắm chứ bay tưởng. Nhớ nha, làm việc xã hội cần, rồi làm cái mình giỏi, rồi mới tới cái mình thích.